Tì sang bên đây được, tì sang bên đây cho nó khỏi lật sang được. Kẻ ra xỏ nó vào bên trong ấy hơn Long ơi. À, có nghĩa cho nó vào lọt vào cái thanh bên trong ấy. Hả? Chưa hết dây, sợ không đủ dây. Xa xa ra nghe nặng lắm thì nghe cần cong xuống đi. Hai chỉnh về đằng kia tí. Để xuống chỉnh tí nhá. Rồi rồi được, được được cứ để đứng về bên này được. Đá cho anh cái cục tròn tròn ra phát. Ê, bằng hòa. Cho đầu vào hơn. Ok anh Trần Hải nhá. Cày phá lâm 4 chảo. Lưỡi của Italia. Made in Italia luôn. Lần này thì Italia xịn luôn. Đâu rồi? Cái chữ Italy đâu rồi? Cho anh em nhòm một cái. À đây. Made in Italy luôn. Hình con sư tử nhá. Cây 4 chảo lưỡi ý này, đường kính chảo 610. Chào chào bác Nguyễn Sắc. Chào anh Lê Cường. Chào anh Trần Hải. Chào anh Trái Tim Cô Đơn. Trái Tim Cô Đơn là buồn rồi. Vừa với sơn xong, còn dính nguyên nhưng lại phải đi. Đây chăng nữa đây. Sao không buộc luôn vào đây, quấn vào đây, giật xuống đây phát là thôi. Chứ buộc này trong thắt nút đéo ra được sao. Kẻ bao lần ông chơi tôi rồi. Địch mẹ. Thế cúi. Nói câu đấy không cãi được. Ừ, đóng cái này vào đi. Giằng cái khung này vào đi. Không, không buồn đâu. Em chưa bác cái chứ. Buồn mà em cứ được như bác thì đã nói làm gì.
Có búa luôn. Ôi quá. Căn bản nó dày quá mà. Đây đây đây, chú để nó. Mắc kiểu gì? Vênh mắc đầu ra. À nó tì ra này. Rồi. Tháo bừng này ra, vỗ này xuống dưới một phát nó ngửa hết nên đóng kênh vỗ cửa. Hả? Có nghĩa là như kiểu là em chở cái gì em móc vào đây này nó xệ cánh cửa tụt xuống dưới. Biệt thực chịu. Chở máy bê tông chẳng hạn hay là cái gì đấy. Không cần lân dây tín nó giật sang bên này phát là nó cắt. Khéo tí nó giật nó bật mất cái mối hàn đấy ra. Anh Tuấn anh ngại. Đang triển khai. Bao nhiêu công hàn vào đấy, để đấy dùng đi, cắt đi làm gì? Đấy, thế thì đấy, tháo đằng nào rút cho bằng nhé, rút cả ra, vỗ nó tụt xuống sang bên này, nâng lên rút nó ra xong bắt đầu thì ấy, đấy thế, đóng nó tụt sang, bên này nó bị, bên này nó cao này, bên này nó bị đang bị chọi ra ngoài. Cắt mẹ, nó chỉ lệch một tí thôi là đéo vào được. Giờ nó đóng nó trồi hẳn lên trên đấy. Đây này, nó nhảy hẳn lên trên hóa cả con này ra rồi. Cho cái đóng tụt. Rách à? Đây giờ vỗ đóng cái này. Đấy, nó nhảy lên, nó hênh lên này. Thở ra phân rưỡi đây này, nhìn thấy chưa? Không vào được. Đấy giữ như thế nó lỏng bừng ấy, rút ra. Không phải. Nó ở cái bên trên ấy, nó ở cái bên trên. Cái đấy nó tụt xuống, cái kia nó lên. Bây giờ phải táng con này cơ, táng con này nó thẳng nó đây. Thì nó mới in lên được. Phải hai con nó cùng phải lên. Sao nó để con ốc đây làm gì? Nhìn xem cái con ốc này để làm hay nó để nó chặn trôi ra đi. Không được, không cái này chặn. Đúng rồi, con ốc không có gì đâu.
vặn con ốc này nó để nó chống trôi bửng ra đây đấy. Lao vặn lại con này ra xong rút ra. Bên đây nó phải gói. Không có, nó chỉ trôi về một bên này thôi. Đem tháo hẳn ra ngoài đi xong cùng lắm rồi đính lại đây tí nấy tí sơn xanh xịt cho nó đẹp luôn. Đóng gì rách ngay thì cái đồ này như kiểu Mickey. Nó coi như cái cày anh đéo. Rụng ấy. Đây là hạ. Thôi, đây cứ hạ xuống, hạ xuống đây. Từ từ. Giờ cái gì vào đây? Chọc cái đầu xe lưng vào đây, nâng nó lên thế này. Đấy, cái này là vỗ. Đấy, cho đầu xe lưng vào đây, ra lái xe lưng chọc vào đây. Hơi nâng lên cái lấy búa vỗ đi, khác là phủ xuống đây.